Kinh văn. Chủ thế giới Ta Bà, Phạm Thiên Dương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và quyến thuộc 12,000 thiên tử đều tụ hội. Giảng giải. Thế giới Ta Bà. Ta Bà là tiếng Phạn. Thế giới Ta Bà là thế giới như thế nào? Là thế giới vui sướng, thế giới vui nhất. Có người nói: Hòa thượng, con nghe hòa thượng giảng kinh đã lâu rồi, cũng chưa nghe hòa thượng giảng sai, nhưng chỗ này lại giảng sai. Con thấy chữ Ta Bà dịch là khổ nhất, sao hòa thượng nói là vui? Vậy bạn biết là khổ thì đừng lưu luyến. Tại sao bạn không buông xả đặng thế giới này? Tại sao tôi nói thế giới này là vui? Vì tôi thấy bạn xả chẳng đặng thế giới này, do đó chắc chắn là vui. Nếu khổ thì bạn sớm đã bỏ nó rồi. Hòa thượng giảng như thế thì con cũng chẳng có gì để nói. Bạn chẳng có gì để nói, còn ta thì có lời để nói. Lời gì? Thế giới này chẳng khổ cũng chẳng vui, mà là một thế giới chẳng có vị đạo. Tuy nhiên chẳng có vị đạo gì, nhưng phiền não thì quá nhiều, rất nhiều sự thống khổ. Cho nên Ta Bà dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn, chịu đựng mọi hoàn cảnh khổ. Hoàn cảnh khổ có 3 sự khổ, 8 sự khổ, vô lượng sự khổ. 3 sự khổ. 1. Khổ khổ, khổ trong sự khổ, là khổ của người nghèo, chẳng có cơm ăn, chẳng có áo mặc, lại không có nhà để ở. Bạn nói đó có khổ chăng? 2. Hoại khổ, hoặc có người giàu, không những có nhà ở, còn ở nhà cao cửa rộng, không những có áo mặc, mà còn mặc tơ lụa áo gấm tân thời, không những có cơm ăn, mà còn ăn những thức ăn sơn trân hải vị, hưởng tận vị ngon của thiên hạ. Nhưng bất hạnh thay, đột nhiên bị tai nạn cháy nhà, hoặc bị trộm cướp, bị đụng xe, vân vân. Tất cả tài sản, sự sung sướng đều bị phá sạch, đó tức là hoại khổ. 3. Hành khổ. Chẳng phải khổ khổ của người nghèo, cũng chẳng phải hoại khổ của người giàu. Đó là từ bé lớn lên, trưởng thành rồi già nua, mắc bệnh ngặt nghèo rồi chết đi. Niệm niệm biến đổi không ngừng, sinh diệt liên tục không gián đoạn. Đó là hành khổ. 8 sự khổ. 1. Sinh khổ. 2. Già khổ. 3. Bệnh khổ. 4. Chết khổ. 5. Thương mà xa lìa là khổ. Bạn thương yêu người nào đó, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải xa lìa. Bạn nói có đau khổ chăng? 6. Ghét mà gặp nhau là khổ. Bạn ghét người nào đó, không muốn gặp họ, nhưng thình lình gặp người đó ở một nơi nào đó. Bạn nói có khổ chăng? 7. Cầu không được là khổ. Bạn mong cầu điều gì đó mà không được, có khổ chăng? 8. Năm ấm thiêu đốt là khổ. Khổ này rất lợi hại. Năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, thường theo bạn, không rời nửa bước, đi đứng nằm ngồi đều cùng với bạn, như lửa thiêu đốt. Đó cũng là khổ. Có nhiều sự khổ như thế mà đều kham chịu được. Một số người đều cho rằng thế giới này như trái tần bà, ngon ngọt. Kỳ thật, ăn rồi mới biết còn đắng hơn trái quỳnh liên. Vậy biết được thế giới này là khổ, nếu tu đạo chịu đựng nhiều sự khổ thì nhất định sẽ thành Phật. Trước kia tôi có vị đệ tử Quả Thúng, thời kỳ kháng chiến bị Nhật bắt đi làm lao công, ăn chẳng no, mặc chẳng ấm, ngủ chẳng đủ. Nếu người tu đạo chịu khổ được một nửa của người lao công thì nhất định sẽ thành Phật. Cho nên khi y xuất gia rồi, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi không nằm, tu hạnh đầu đà. Trong số đệ tử của tôi, y là người tu đầu đà đệ nhất. Về sau, y không muốn lưu lại thế giới này nữa, cho nên dùng lửa tự thiêu. Thiêu xong rồi thân thể vẫn ngồi yên. Khi có người đến xem, dùng tay rờ thân thể của y thì ngã xuống thành tro.
Đó là minh chứng y có định lực. Nếu chẳng có công phu nhập định thì người bình thường như chúng ta dùng lửa thiêu thân sẽ nhảy lên. Cho nên bất cứ người nào nói mình có định lực, thường nhập định, thì bạn có thể thử nghiệm họ, dùng lửa thiêu họ. Nếu họ không nhảy lên thì thật có định lực. Như quả thúng tự thiêu thành tro, vẫn ngồi yên tại đó, đó mới là thật có định lực. Chẳng có định lực như vậy thì đừng khoe khoang rằng có định lực. Cho nên tôi chẳng dám nói tôi có định lực, bằng không thì phải chịu thử nghiệm. Ha ha ha, 问什么的说